Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng qua đời. Hiện tại thông tin này đang gây hoang mang đến khán giả. Ra mắt vào năm 1986, Tây Du Ký là bộ phim truyền hình tạo nên cơn sốt ở nhiều quốc gia châu Á, gắn liền với tuổi thơ của không ít thế hệ khán giả Việt Nam. Đặc biệt, vai diễn Tôn Ngộ Không kinh điển của Lục Tiểu Linh Đồng đã tạo ra cái bóng khổng lồ mà đến tận ngày nay vẫn chưa có diễn viên nào vượt qua được. Mới đây, nam diễn viên được cho là đã qua đời ở tuổi 63. Nhiều cư dân mạng đã bán tín bán nghi trước thông tin này khi truyền thông chưa đưa ồ ạt, nhưng trên trang Wikipedia lại cập nhật ông đã từ trần vào ngày 8 tháng 4. Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Trương Kim Lai, sinh năm 1959, trong một gia tộc nổi tiếng với văn hóa xứ Khỉ, có đến 4 đời miệt mài nghiên cứu văn hóa Mỹ Hậu. Cụ cố đến cụ, cha và Lục Tiểu Linh Đồng đều đóng Tôn Ngộ Không trên sân khấu, một nhà hầu hí ngàn nhà xem. Bốn đời hầu vương trăm năm thành truyện là nhận xét nổi tiếng về gia tộc ông. Nhắc đến vai Tôn Ngộ Không, khán giả luôn nghĩ ngay đến Lục Tiểu Linh Đồng. Do đó, không nhiều người biết rằng ông vốn không phải nhân vật xuất sắc trong một gia tộc. Anh trai ông Trương Kim Tinh, nghệ danh Tiểu Lục Linh Đồng, thần đồng sân khấu mới là người được kỳ vọng nhiều nhất. Người này từng được Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai khen ngợi được in ảnh lên tem. Không may Trương Kim Tinh sống qua đời vì bệnh máu trắng, Lục Tiểu Linh Đồng khi đó 7 tuổi, được cha gửi gắm niềm hy vọng thay thế anh thành người kế nghiệp sự nghiệp diễn Mỹ Hậu Vương. Được cha gửi gắm kỳ vọng. Từ đó Lục Tiểu Linh Đồng mỗi ngày đều dậy từ sáng sớm, nhìn vào mặt trời để luyện hỏa nhãn kim tinh, sống cùng khỉ để bắt chước từng động tác. Đến năm 1982, đạo diễn Dương Khiết tìm gặp cha Lục Tiểu Linh Đồng xin tư vấn về vai diễn đóng Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình Tây Du Ký. Ông đề cử con trai mình. Vì đạo diễn cảm thấy Lục Tiểu Linh Đồng không phù hợp, nhưng vì nể nang nên vẫn cho thử vai. Kết quả, được nhận và tạo nên vai diễn Tôn Ngộ Không xuất sắc nhất trên màn ảnh. Từ đó về sau, mọi vinh quang của ông đều gắn liền với vai diễn này và cho đến nay chưa nghệ sĩ nào có thể vượt qua. Dù sự nghiệp lừng lẫy nhưng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn ôm nỗi buồn đau, dây dứt khôn nguôi vì không có người tiếp tục nghệ sĩ khỉ của gia tộc. Gia tộc tôi bốn đời đều diễn hậu vương, đời sau nhận lại gậy như ý từ đời trước, đưa hậu vương sống dậy, đem niềm vui đến nhà, ông tâm sự. Gia tộc ông có quy định rất ngặt nghèo về chuyện kế nghiệp, chỉ truyền cho con trai, trong khi đó Lục Tiểu Linh Đồng, người trẻ nhất trong dòng họ còn đam mê diễn xích khỉ, chỉ có một mụn con gái, hiện sống ở nước ngoài.